những hình ảnh tưởng như rất đỗi quen thuộc với các võ sĩ Muay, tuy nhiên là sẽ là rất là lạ lẫm với các khán giả lần đầu tiên thức một trận đấu võ. Mà trước mắt chúng ta là trận đấu chuẩn bị được diễn ra của Nguyễn Thanh Tùng, sư phụ của mình. Đấy. Và mình đang ở Ion Bình Dương và chiều nay sẽ diễn ra trận chung kết giải Muay toàn quốc. Mấy anh em đang làm giàu cho đồng chí Tùng. You're fighting. Yeah, yeah. Nếu đen đen này nghi Ấn Độ. You're from? Và trận đấu của Thanh Tùng với võ sĩ của Hà Nội Kiều Duy Quân cũng là một trong những trận đấu rất hay tại các trận chung kết buổi chiều ngày hôm nay, ngày 29 tháng 9 năm 2024. Và lát nữa chúng ta sẽ đến với toàn bộ diễn biến của trận đấu này. Trận đấu rất nặng ký của Nguyễn Thanh Tùng mang giáp xanh với Kiều Duy Quân của Hà Nội mang giáp đỏ. Và chúng ta cùng đến với trận đấu này. Thanh Tùng thì là một trong những võ sĩ trụ cột của Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua. Anh từng giành huy chương bạc SEA Games năm ngoái. Trong khi đó thì Kiều Duy Quân cũng gần như là một trong những võ sĩ tốt của Hà Nội trong thời gian gần đây. Đặc biệt là Quân thi đấu được thêm cả môn kickboxing và thường xuyên xuất hiện tại Mock Fight, một trong những giải đấu mới của Liên đoàn Kickboxing Việt Nam, thường được tổ chức một hoặc hai tháng một lần tại Hồ Tràm. Và trong hai trận đấu gần đây của Kiều Duy Quân thì Duy Quân đều có những chiến thắng rất là ấn tượng trước các đại diện đối thủ nước ngoài của Trung Quốc. Về Thanh Tùng thì mình biết Tùng từ những năm 2016, từ khi Tùng vẫn chưa định hình một lối đánh. Và sau này khi mà vững chắc trên con đường trở thành một võ sĩ Muay thì Tùng đã thi đấu tốt hơn. Đỉnh cao nhất có lẽ của Tùng có lẽ là IMAX 5 khi mà Tùng có được tấm huy chương bạc tại Uzbek. Những màn phá trụ rất mạnh tới từ cả hai võ sĩ. Ở trận đấu này thì chúng ta nên chú ý đến những pha đâm gối của một cú đá rất tốt của Thanh Tùng. Chúng ta nên chú ý đến những pha đâm gối của Thanh Tùng. Mình thì cũng là đang tập với Thanh Tùng và mình biết rằng là những cái pha đâm gối đó rất là mạnh, rất là thốn. Mình hay nói trêu là sư phụ nhưng thực ra là Tùng kém mình cơ số tuổi. Thì Duy Quân thì Tùng có thời gian thi đấu ở hạng cân thấp hơn, tuy nhiên thì sau có lẽ là càng lớn thì Quân càng thích thi đấu ở hạng đấu cao với đúng thể hình của mình. Thanh Tùng thì có những năm đánh ngang cơ với cả Nguyễn Doãn Long của Hà Nội, tuy nhiên trong một vài trận đấu thì có lẽ là sự can thiệp quá tay của các trọng tài đã khiến cho cái kết quả trận đấu nó lệch lạc đi. Chính vì vậy mà Thanh Tùng có một vài năm có bị suy sụp về tinh thần. Tuy nhiên thì sau này thì Tùng vẫn tự tin và vẫn yêu thích võ thuật. Cái quan trọng là Tùng vẫn là một trong những người đam mê võ thuật và tìm mọi cách để mà được thi đấu. Cái trận tốt của Thanh Tùng được tạo ra. Đây là giải đấu cao nhất của Muay tại Việt Nam và từ những giải đấu này thì các võ sĩ sẽ có cơ hội được góp mặt tại đội tuyển quốc gia. Và năm ngoái thì không có môn Muay tại SEA Games mà đã thay bằng một môn Kun Khmer, một trong những môn có thành tích thi đấu khá giống Muay. Và Thanh Tùng đã thắng được hai trận đấu trước khi thua võ sĩ chủ nhà Campuchia ở trận chung kết và
có được tấm huy chương bạc. Tuy nhiên thì điều này rất là đáng khích lệ rất nhiều với anh Tùng. Anh Tùng thì gốc là Phú Quốc. Trận đấu tiếp tục đến với những tình huống ở hiệp đấu thứ hai. Những pha tích lịch tốt của Thanh Tùng và Kiều Duy Quân vừa mới bị nằm xa. Đây là thể thức bán chuyên, chính vì vậy các võ sĩ sẽ vẫn phải đội mũ và đeo ống quyền chân cũng như bịt tròn. Sẽ khác rất nhiều so với thi đấu chuyên nghiệp. Chúng ta cùng chú ý đến những pha đâm gối rất rát của võ sĩ góc đài xanh, giáp xanh Nguyễn Thanh Tùng. Trong tháng 10 tới thì các võ sĩ của Việt Nam ở môn kickboxing sẽ có một sân chơi rất lớn, đó là giải vô địch kickboxing châu Á sẽ được diễn ra tại Campuchia, và mình cũng như anh em trên kênh Sở Thể Thao cũng đang lên kế hoạch gấp rút để chuẩn bị cho chuyến đi này. Ngoài ra thì cũng sẽ có một sự kiện về bóng đá, đó là sự kiện FIFA Day. Chúng ta sẽ có hai trận đấu giao hữu với Liban và Ấn Độ, và kênh Sở Thể Thao cũng sẽ góp mặt ở hai sự kiện này. Còn lợi thế của Thanh Tùng với Kiều Duy Quân. Kiều Duy Quân cũng đã từng đánh SEA Games, tuy nhiên thì thành tích của Kiều Duy Quân cũng không được quá tốt. Và đã cho tạm ngừng trận đấu để lên phía Thanh Tùng chỉnh đốn lại trang phục. Thêm một lợi thế nữa tới từ võ sĩ Nguyễn Thanh Tùng, và mắt trái của Kiều Duy Quân đã bị chảy máu. Lẽ là chúng ta cùng đợi xem. Và có lẽ là trận đấu đã khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Thanh Tùng. Xin chúc mừng em.